Kính chào quý khách hàng, việc chọn ngày khởi công động thổ có nhiều cách, nhưng cách chọn ngày theo đúng từng xu hướng mới thật sự là tốt. Vào dịp đầu xuân năm mới cũng là mùa xây dựng, cho nên việc tuyển trạch lại càng quan trọng hơn cả. Ngày hôm nay, thầy Phạm Trúc trân trọng giới thiệu đến quý vị các ngày giờ động thổ thuận thiên và phù hợp với sơn hướng của ngôi nhà mình nhất. Trước hết là ngày 20 tháng 1 âm lịch là ngày phù hợp với nhà hướng Nam. Ngày này là ngày thượng cát, mọi việc sẽ thuận lợi theo ý gia chủ. Thời gian động thổ khởi công xây dựng nhà mới hoặc là tu tạo bắt đầu từ 5 tới 7 giờ sáng là giờ đinh mẹo, giờ của định giá tương ngộ, sẽ giúp cho gia chủ và các thành viên được khỏe mạnh, có sự đoàn kết trong gia đình, ổn định công việc và gia chủ sẽ ký được nhiều hợp đồng kinh tế cát tường. Ngày 21 tháng 1 âm lịch là ngày phù hợp với nhà hướng Đông và Đông Nam. Thời gian làm lễ động thổ xây dựng mới hoặc là tu tạo bắt đầu từ 7 tới 9 giờ sáng. Đây là giờ canh thìn, giờ cảm giã, cải giã. Tình cảm vợ chồng sẽ trở nên ngày càng sâu nặng, có sự đoàn kết trong vợ chồng và vợ chồng giúp nhau để thành đạt trong sự nghiệp, nhân đinh và tài lộc sẽ thịnh vượng. Ngày 25 tháng 1 âm lịch là ngày phù hợp cho nhà hướng Đông Bắc, Tây Nam và Tây Bắc. Đây là một ngày đại cát vì có an thần vị. Thời gian bắt đầu làm lễ động thổ khởi công xây dựng mới hoặc tu tạo bắt đầu từ 11 tới 12 giờ trưa. Đây là giờ tương ngộ cải cách. Giờ này sẽ giúp cho gia chủ có được nhiều quý nhân phù trợ, gia đình an khang sang quý và luôn luôn có người giúp đỡ. Và cuối cùng là ngày 26 tháng 1 âm lịch. Đây là ngày phù hợp với nhà hướng Bắc. Cũng là một ngày đại cát đại lợi vì có nguyên thần hợp lộc. Thời gian bắt đầu động thổ khởi công hoặc tu tạo là từ 5 tới 7 giờ sáng là giờ kỷ mão. Làm được việc khởi công động thổ hoặc là tu tạo vào giờ này thì gia chủ sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc kinh doanh buôn bán, gia đình hòa thuận, con cháu đầy đàn và phúc lộc đồng lâm.